qua ánh trăng lung linh, em thấy mắt của tiểu thơ càng thêm đẹp. Ôi đẹp thật, đẹp. Nhưng chỉ có những người mang tâm sự náo nùng mới có ánh mắt đẹp giường kia. Kìa, tiểu thơ, tiểu thơ đừng làm em sợ. Kim Liên, có gì đâu mà em sợ. Kim Liên ơi, đêm nay chỉ muốn cùng em trăng canh tâm sự. Dẫu mai đây cuộc đời có biển dâu thay đổi, chỉ xin em hiểu mà thương chứ đừng hờn trách chi. Kim Liên ơi, có những tâm sự trái ngang lời không tiếng nói, nhưng riêng lòng chỉ muốn quỳ trước em điên cần trao gửi. Nhờ con thuyền nhỏ đơn độc băng mình vào bão tố phong ba. Ôi ngổn ngang nở nước tình nhà, lòng riêng những phút xa, những lời chỉ nói đêm nay sẽ làm lay động cả tâm tư. Và các thể đến muôn người, em cảm có điều gì. Tiểu thơ không tiếng bài tỏ cùng em, nhưng trong khóe thương ta như gần áng quay mùa tuy một vệt nhỏ cuối trời. Nhưng đi hứa em cuồng phong đêm khuya nặng hạt sương rơi, em hãy khoác áo vào, đây là áo của triều đình chỉ dành riêng cho tiểu thơ. Chiếc áo này không phải để dành riêng cho chị, mà đây là áo của hoàng hậu nước U Qua. Ở nơi đó không ai chờ Đoạn Một Nguyệt Nga, mà người ta chỉ chờ trong một nhan sắc. Kim Liên, dạ, em của chị cũng là một trang quốc sắc, cũng qua nhường nguyệt thẹn kem gì ai. Nếu em khoác âu này và đường bể bước lên ngay, thiên hạ sẽ cúi đầu tôn xưng hoàng hậu. Tiểu thơ trong chúng ta nào ai ước mơ chi địa vị một vương phi hay hoàng hậu, chẳng qua quê hương đang ngồi đảo điên nghiêng ngựa, nên vẫn thuyền quyên phải kề vai canh giác nợ sông Hàn. Cặp bến đôi ba là vinh biệt quê nhà, quanh lại quê hương dập trùng mây trắng, nước biết một màu gợi nhớ gợi thương. Từ đâu sống động dân dân cho ta năm tuổi lúc đi bờn về tiên tâm mới huyền gấm nhung đâu dễ lãng quên nỗi sầu. Kim Liên ơi, nếu em theo chỉ về đến đâu qua là mãi mãi mang nỗi sầu lìa quê xa xứ. Riêng lòng chỉ tư dò trăm mối nỗi lo nắng là mưa xa, làm cho dốc liễu héo gầy, nỗi thương cha già hôm sớm quạnh hiu, nỗi nhớ khôn nguôi người đã vào thiên hận trong lòng đã không vẹn chữ trung trinh. Dân tiên chàng hỏi có hay vì ai tôi khiến cho nên nỗi này. Tiểu thơ em đã gửi cho tiểu thơ một nỗi buồn bất tận, ghi lại trong lòng nỗi hận khôn nguôi. Em xin làm tất cả việc gì để cho khuây khỏa nỗi sầu của tiểu Phương. Kim Liên, em hứa với chị là em sẽ làm bất cứ việc gì phải không? Vâng. Nghĩa cử của em vô cùng cao quý, trốn kịp này chỉ xin cúi đầu thăm ta. Tiểu thư, thuyền sắp vào biển ô qua, tất cả hãy sẵn sàng. Thuyền sắp vào biển ô qua, thưa tiểu thư. Kim Liên, em hiệp vào trong sửa soạn. Tiểu thư, đi đi em. Vâng, vâng. Em thừa tài sắc để thay thế chị chẳng khó khăn. Em cũng thừa hiểu nỗi trai ngang của chị để sẵn sàng tha thứ. Kim Liên ơi, đừng hận trách chị. Xin giả biệt, xin giả biệt. Nghe đây, nghe đây. Sắp có sông to gió lớn, tất cả trạo phu hãy dựng tay chèo. Nghe đây, nghe đây. Sắp có sông to gió lớn, tất cả trạo phu hãy dựng tay chèo. Đúng vào lúc ta sắp vào vùng nước rồi, đúng vào lúc lòng ta đã lên cơn bão động. Có lẽ trời đã cung cảm thông mà di động phong ba. Gió hãy nổi lên, hãy gào thét lên nỗi hờn muốn vỡ. Sóng hãy gầm lên cho đầu trắng khăn tan. Mây đen bốn hướng hãy che kinh cả không trời. Để Nguyệt Nga từ xa độc trời, từ xa cuộc đời gái đăng. Kìa kìa, sắp dẫn chốt động biệt như đang cuộn ba đào. Đó bước hai nhau, đây con thuyền trắng sông xanh. Đèo quê chẳng ai gây tiếng trăng quay cuồng thiên dài. Ta trong náo loạn khung ảnh, vì trắng sắp chìm tận đáy cuồng phong. Trùng dương là quán dương, để chiêu hồn khách là qua biên. Có lẽ chị Hằng Nga đã rõ tâm sự hoài của ban thuyền quyên, nên mới lánh vào mây để khỏi nhìn một đóa hoa rơi. Lớp lớp sông xô nước có đưa trăng về miền phố quần. Xin hãy đưa dùm xác thân này về lại với quê hương. Mạnh bằng tâm cùng ánh trăng thanh gửi dòng nước trong. Nước hãy thay dòng chỗ đổi thương bay, để ta xa dùng bến đồng. Đầu hướng về quê, lòng khơi trọn cho chồng. Chớp xe mây đen dẫn đường, để đưa ta về tìm gặp người thương. Bước qua của người yêu, tháng năm đã cùng ta bầu vàng. Đêm bao giông này, hãy cùng ta mượn sông nước gửi thân. nào thấp thoáng nó bay. Dạ. Biểu coi. Dạ, bẩm lão gia gọi con. Phải bây giờ thấp thoáng đó không? Dạ, con. Chắc chắn là bay chứ không phải đứa nào khác chứ. Chắc con mà lão gia. Nghe ông báo đây, nơi đây là cấm địa, ông cấm tất cả, không ai được lai giảng ở chỗ này, nghe chưa? Dạ. Ừ. Vậy chứ hồi sớm tới giờ, ngoài ông ra, còn có thấy ai tới đây không? Dạ, ngoài ông ra, có anh giữ giường. Cái đó thì hẳn rồi, nó giữ giường thì nó phải ở trong giường, nó lo coi sóc cho giường được chứ. Ông muốn hỏi, ngoài ông và thằng giữ giường ra, còn có ai tới đây nữa không? Dạ, ngoài ông, ngoài anh giữ giường ra. Ừ. Dạ, dạ có. Ai? Dạ. Ai? Con. Trời ơi, trời ơi, sao mà nó đần độn quá vậy không biết nữa. Vậy mà mình tin cậy nó, vào hết việc này cho nó. Riết rồi đầu óc của mình nó cũng lấm cấm nữa. À mà thôi, lại đây nghe ông hỏi nè. Chị chứ con giữ giường cứu tiểu thơ Nguyệt Nga về đây mấy ngày rồi? Dạ. Dạ 3 ngày rồi. 3 ngày hả? Dạ. Đâu để tao tính lại coi. Bãi bữa cơm của tao là 3,5 ngày rồi, chứ sao lại 3 ngày được? Dạ 3,5 ngày. Vậy chứ trong 3,5 ngày nay đó tiểu thơ Nguyệt Nga có bằng lòng thay phục, xong theo gia phong sẵn lòng tiếp con ta chưa? Sớm đã trưa con vừa năn nỉ vừa thúc giục, nàng mới nhẹ cho chiều thay đổi tim mi. Vậy ha. Nàng nói là dương nữ minh linh phải hiểu bốn phận hiếu nhi. À, nó thô lỗ thế nào đi thuật lại cho ta nghe coi. Nàng là gái có chồng mặc dù âm dương cách biệt, quyết giữ duy chung thở vậy phụng dưỡng cha nuôi. Mày bảo là nó chịu thay đổi si mi. Chắc vậy. Chẳng những vậy mà tiểu thơ còn hỏi con về lão gia nữa đó. Hả? Tiểu thơ có hỏi con về ông nữa hả? Dạ. À, rồi con nói với tiểu thơ về ông sao đó con? Dạ, con hả lão gia? Dạ, con thưa là lão gia tôi rượu là không thích, à, không trồng hoa, không đọc sách nữa. Trời. Suốt ngày chỉ biết uống nước mưa, cũng không câu cá cũng chẳng chơi cờ, lại không màng thi phú văn chương. Ừ, vậy cho bay nói tao thích cái gì đây? Dạ, con bảo lão gia thích cho dây đặt nợ, suốt ngày xem đời lại bao nhiêu, tiếng bàn con gõ lách tách đều đều, con rừng nghe thật là êm tai. Còn ban đêm đi ròn đi rình, gọi ai để nãy thì treo cơm. Treo cơm, treo cơm. Nuôi bay mập thay mập thi để mày toát miệng ra là nói đẹp cho tao như vậy đó hả? Lão gia ơi, lão gia. Dạ, con chưa kịp bắt cửa cái công tử đã về tới cổng rồi. Hả? Nó về tới rồi hả? Dạ, đã. Cái công tử mà hỏi lão gia đâu? À, cái con nói là lão gia đang ở Uy Viên, đang viếng thăm tiểu thơ. Cái công tử mà hỏi tiểu thơ nào? Con nói con với A Hoàng ra biển vớt rong, gặp tiểu thơ bất tỉnh, nó cứu đem về. Cái công tử mà hỏi tiểu thơ có đẹp không? Con trả lời đầy đủ ráo trơn ráo trọi. Dạ con nói. Thôi. Còn con nhỏ này, sao mày đứng như trời trồng đây? Nghe nói cái gì thì vô đóng, rồi săn sóc cho tiểu thơ kìa. Dạ. Nè, nhớ đóng cửa cho cẩn thận. Dạ. Còn mày, bét xếp cái miệng trắng chừa. Khổng Tử viết học giả hảo, bất học giả hảo, học giả như hòa như đạo, bất học như cảo như thảo, từ chào mới về. Khổng Tử nói học giả hảo, bất học giả hảo, học giả như hòa như đạo, bất học như cải bắp thảo. Ra đây, mày ra đây. Điệp, con lên kinh thi cử ra sao? Đứng lại chỉnh tề, nói cho cha rõ. Thưa cha, chẳng có gì đặc biệt. Nó cái thằng này lạ chưa? Mày ăn trúng cái thứ gì mà bột chộp như là khỉ mắc không vậy mày? Còn mày, dạ, mày có phận sự trắng ở góc này. Dạ, trắng góc này bất kỳ ai muốn vượt qua mày cứ quét ra cho tao. Dạ, ai ai cũng quét hết. Ừ. Bất cứ thằng nào mày cũng cứ việc quét cho tao. Đến hoài cha. Còn mày thi cử ra sao con? Dạ thưa cha, ra chốn kinh sư giữa rừng thơ biển phú, giữa các cậu tú áo xanh áo đỏ áo vàng, giữa các nàng khăn vàng khăn đỏ khăn xanh. Thôi nói cái khoảng khăn với áo cũng đủ làm cho tao chóng mặt rồi. Rồi sao nữa con? Lúc buổi chiều tấp đập ngựa xe, anh hùng tứ xứ gặp nhau, thách thức đỏ tài thử sức, thì đứng đầu là Lục Dân Liên, kế hai người nữa con đây cuối hàng thuộc đi. Đại quan yên thường tấp dưới đêm lên, con đây đứng đầu. Thôi đi về nhà rồi mày đặt chút nói càng, thi cử gì mà ở quán ăn mày nói lăng nhăng đó là cây lên đầu. Học mặt anh hùng đỏ sức coi ai tài can đáng danh, để mình nhường trước đàn anh khỏi cần đua tranh khỏi mất công học hành. Nói cái giọng này là mày có gì khó hiểu đâu cha, sách có chữ rằng học tài thi mạng mà. Con nói thiệt rồi, thà là hỏng thi gì hỏng thi gì hỏng thi sao hơn là thi hỏng, phải không cha? Tiếp cái coi mày. Kiệm ơi là Kiệm, tao đau đầu nhức óc quá rồi. Mày làm cho xấu cha xấu mẹ xấu nhà xấu cửa xấu tông môn mà. Dạ thưa lão gia, xấu gì xấu chứ nhà cửa mình như vậy đâu có xấu lão gia. Hay mày hay quá, để nói cho cha tao nghe. Nói tường son nè, vách phấn nè, trước có ao nè, sau có giường nè, tả có chuồng, hữu có lẫm, trên có ngói âm dương, dưới có gạch bát quái. Nhà cửa mình như vậy đâu có xấu lão gia. Ê. Hey, thằng này hay quá. Cha cho thấy không, thằng dưới giường còn biết già ta chẳng thua ai mà cha chê xấu. Tông môn mình ba đời nay có tốt gì đâu mà cha sợ xấu hơn. Em lão già ơi, sao lão già không coi câu chuyện đi thi của cậu con á, cầm bằng như trái vài tờ giấy nợ, ăn thua gì chứ cọp chỉ mới rụng có một sợi lông đó. Cha nghe nó nói đó, cây me mới rụng có một lá, ăn nhầm gì mà cha buồn cha bực. Con đang đến tuổi tiểu đăng khoa, lo gì chuyện đại đăng khoa. Tương lai đó gắm còn xa, chuyện cần lo là lo cưới vợ. Mai ra thời một đôi năm, có cháu trai chăm cha bồng. Con nghe trong nhà có dạy nhân, thằng này vừa mới nói với con. Công tử ơi đừng nên nói vậy, bụng già tớ nó còn cào. Ông bỏ đói 2 ngày mắt đã nổ qua, lão già ơi đừng nghe lời như vậy. Nhà này chẳng có dạy nhân, quả chăng chỉ có mụ chằn. Thành rằng xanh con đâu xanh lòng xanh dạ, những rau nào sau nấy chốn sự thường. Chuyện tình luyến thì phải tính liền, để lâu ngày sẽ sanh chuyện lỗi thôi. Cha, bây giờ cha nói cho con biết coi cái nàng gì với mày? Thì Nguyệt Nga. Đúng, Nguyệt Nga. Nghe tên thôi mà tim ta sao xuyên, lòng xanh quyến luyến lá kỳ. Lá kỳ. Mày thấy của lạ là mày tung tốt như phượng cúc không bằng. Nghĩ là cha đánh ta hả? Làm như đánh lũng đầu vậy đó. Cha không chịu ý con mà cha không đánh con nữa, tụ con chết cho cha coi. Chết đi. Nghe ta chết không can hả? Không can, cho mày chết luôn. Càng thôi. Còn thằng dưới giường, nhớ bổn phận của mày nghe mày. Dạ. Con chết rồi nha. Chết đi. Phải mà, muốn người ta chết đặng hưởng gia tài. Bùi cha đã quyết thì bùi con này cũng quyết. coi giữ bà yếu vậy mày. Không nói dấu gì công tử, ông bỏ đói em 2 ngày nay rồi. Hôm qua giờ không có gì trong bụng hết. Mày đói, thấy mày đói tao thương quá. Bây giờ mày vô phòng của tao á, mày lấy mâm rượu thịt hồ da của tao ra đây. Để công tử lay đai cái em đứng em giòn. Tao nói chưa hết, mày đem ra khỏi chỗ này, càng xa càng tốt. Càng xa càng tốt. Không cho ai thấy hết. Không cho ai thấy hết. Kể cả tao, luôn cả công tử. Rồi cái mày đổ. Đổ mà hỏng mày á. Dạ cái gì với cái đó công tử yên chí. Em đổ gọn lắm. Ý, mà không sao, cửa đóng kín rồi. Treo ở đây được rồi đó em. Phơi lần này cho thật khô thật thẳng, rồi ta sẽ chấm phá lại cho tươi mới hơn xưa. Tiểu thơ à, người trong bức họa là ai mà trong khôi ngô quay dũng quá vậy tiểu thơ? Là Lục Dân Tiên, chồng của ta. Em hiệp vào trong tháp dùng ta mấy nén hương để ta gian dái người quốc mặt. Dạ Dân Tiên, hình bóng chàng trốn đời ngời sáng trong em, ráng rỡ hào quang như ngọc lưu ly, diêm quyền kỳ ảo như trăng 16. Tiếp xa chân vào chốn này như lạc quân giữa sương mù. Lục Quân hỡi, chàng có biết năm chờ tháng đợi, thiếp mòn lòng mỏi giá heo hôn không? Bớt! Đừng có la, quen. Ngươi là ai? Giang Phi đạo tặc phải không? Phải, anh. Ai quen biết với ngươi mà nói năng sàm sỡ như vậy? Tên họ quê quán ở đâu mau nói rõ, bằng không ta sẽ tri hô lên cho gia nhân rơi đầu đem xuống huyện. Khoan, anh là Bùi Kiệm, ông của Bùi Con. Ủa, con của Bùi ông đây mà. Kiệm đây. Em chưa thấy đâu, tình cắn của anh chẳng có đáng mắn là vì họ Bùi chúng ta cùng một mái nhà cùng một người cha. Nguyệt Nga, Giang ra, nhưng ai là người có lỗi? Lỗi đó tại cha mình, ông một lòng vô diêm thiên sinh chuyện hiểu lầm, để đạo nhà nam nữ bất thân. Ủa, người này ta thấy quen, nếu không làm người trong bức họa, không phải chăng là Lục Nhân Tiên? Sao, ngươi cũng biết chàng à? Chỗ bạn bè chi thiết chi thân. Đã là bạn bè chi thiết thâm giao, có lẽ huynh biết rõ họ Lục bây giờ. Họ Lục bây giờ? Dạ. Còn đâu nữa. Tội nghiệp cho Dân Tiên hiền hậu tài quá mà dân số đoán quần. Thế nào? Rõ ràng rồi. Lục Huyền huynh ơi, tưởng đâu tình bằng hữu 100 năm dinh kết, ngờ đâu nghĩa chi Lan mới đó đã đứt dây. Nghe đâu chàng khóc mẹ bỏ thi, thêm bến quán mù lòa thương tật. Muội ơi, muội đừng nhắc tới mà huynh buồn huynh ốm, khóc riết hết nước mắt rồi nè. Phải chi Dân Tiên về được chốn này, dẫu mù lòa còn có anh em ta chăm nom an ủi. Đằng này quá sầu đau khi hay tin mẹ mất, lại thêm chốn tha phương tiền mất tật mang, quẩn trí cùng đàn, chàng mới nhảy xuống vực sâu tự vẫn rồi. Ôi, đừng tỉnh muội ơi. Đồ thớt nát, mấy ai nát nó mặc qua da nghệ của tao rồi thấy không? Trời, còn gì sắc đẹp tôi này trời. Tại đây, đại biểu. Rồi mấy nhà báo hại đây à. Đem cái bức họa này nè, đem ra ngoài sau bảo lập một cái bàn thờ cho thật đẹp, rồi mày thờ đi, Bích quả rồi cô Tiểu Thơ chứ bộ. Rồi, đi ăn đi ha. Rồi tao mai tôi vài cái áo mới mà mát. Mày trả tao phân nửa thôi, còn bao nhiêu góp từ từ, miễn hết thôi. Tao thương người lắm. Đây đây, đứng đó hoài hả? Đã cái chăm cái dài cái nốt ruồi thương phu trích lệ cho ế chồng suốt đời hay sao? Đây, 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 đây. Bức quả đâu rồi? Muội yên tâm, anh bảo thợ nó lên khuôn để anh thờ người bạn tâm giao. Ai cho phép ngươi? Anh đâu dám tự tiện, chính em vừa đồng ý mà. Ta đồng ý? Ừ. Sao? Hồi nào? Hồi xỉu á. Lúc đó muội đã gật đầu ưng thuận cho anh thờ dân tiên, để mai kia mốt nọ cha ta chọn được rễ đông sàn, thời dân tiên cũng khỏi nhan tàn khói lạnh, và em cũng nhẹ nhàng thanh thản khi cất bước du quy. Không. Trời ơi, Hú Bà Hồn Chinh với ông Bùi Kiệm về đây ăn cháo tập cầm. Hãy đem bức quả trả lại đây cho ta, bằng không ta sẽ đập đầu tới chết ngay. Tức khắc hãy đem bức quả trả. Có đây. Dạ các em con biết giữ câu chung thủy, chờ ai cũng biết người tắt rồi có còn sống lại được đâu. Người khôn không ai để cho mai một thanh danh, nuôi dòng thu cũng tới trong chồng để mòn mỏi má hồng. Tên biến thành đa kia đứng đợi ngày xuân chớ hồng bay lây. Tôi đánh lên quý trọng cứ lạnh lùng cuối cùng, chỉ thêm thua thiệt số hồng nhan. Nơi đây có hoa thơm có đẹp, nào trăng thành gió lịch có tình vẫn mưa duyên bén. Còn con thuyền mong mỏi đợi ai, chẳng phải nói dòng dài. Hãy cùng thằng Kiếm để xe duyên, vừa hợp lý hợp tình, tình chồng vợ còn hơn tình anh em. Bấm lão gia. Kìa, sao con lại gọi như vậy? Cha chồng, cha nuôi gì cũng là cha. Cha tính như vậy chẳng qua là để che mắt triều đình, mới học dâu diêm chở che đùm bọc cho con được. Con cũng biết việc này mà tiết lộ đến tai của thái sư, chẳng riêng con mà đến chuyện công và cả lục gia cũng khó toàn tánh mạng. Cái tội trốn chúa lộn chồng này á, bị toàn gia tru lục chứ chẳng phải chơi đâu. Con nghe đâu thái sư đã ra tay trù hết, đến nỗi Kiều Công phải mất chức thái khanh, mất luôn cái ghế huyện Đông Thành nữa. Kiều Công hiện nay bị đài ra Diễn Châu đập đá, khổ ải trăm chuyện. Cha! Nguyệt Nga con ơi, gái chính chuyên giả kiếm trinh cung cố dư, từng tham sanh quý tử cúi đầu khuất phục thừa ngảo sắc dâm môn mà mang nhục đến muôn đời. Dẫu qua sao thì cha cũng già rồi, sông nay chết mai đâu đáng kể. Thân trâu già nào nể lưỡi dao khoai, làm thân con trai bên nước 12 đã chọn đúng bãi bồi, dẫn tay trèo về bến đò. Dẫu phải trải qua bao khổ nhục lì kiền, hai phải liều mình để gìn lòng chung thủy. Tôi trong khổ thân tôi mình hạt sắc da thần suy sức kiếm tiêu lũy hãm thương, nhưng kẻ thù nào chịu tay nên tuổi già sức tiêu mới ra nông nổi. Cha ơi, trước cánh vuốt của kẻ thù hiểm độc, cha không thể đơn thân cùng người giúp đỡ. Trời ơi, khổ thân còn lắm đắm khổ sở, vẫn nào con chết trước sao đành. Đã đành là chuyện tử sanh ta hoài. chết, chết cũng không sống. Đối với bọn hiếu sắc cuồng ngóng, muốn cầu muốn ta đành dục vọng. Chờ yên quyến sinh chờ đò mong tướng, đưa ta lên đường sum vỗ với tình quân. Sao? Con nghĩ thế nào mà ra chiều đâm chiêu ngơ ngẩn vậy con? À, được rồi. Bay đâu? Dạ. Bảo thằng giữ giường rồi đóng xe bắt ngựa cho lão gia lên phủ gặp quan trên coi. Dạ, để khỏi nghịch lòng nghĩa phụ, Triệu Minh Linh đành thái nghĩa dâu con. Nhưng vì xá tang cho chàng, con xin được trai tề bẫy đem cho hồn chàng siêu thoát, rồi sau đó sẽ trao thân gửi phận cho họ Bùi. Thôi, Bùi đưa bức họa chàng đem giấu đi. Một là thủ tiêu chứng tích nguy hiểm, hai là để lòng Bụi không tưởng không mơ khỏi nhớ khỏi tiếc gì nữa. Không bước qua này đây xin đi, còn thế trong linh chàng sông tôi đem quỷ cũng không buồn gì đâu cha. Tôi nguyện thơ thơ tháng thứ gian đêm. Khôn ngoan như vậy mới đáng là dâu con của nhà họ Bùi chứ. Thôi, nói với thằng giữ giường nó khỏi đóng xe, cha cũng khỏi thất công lên phủ. Thôi con vào hậu phòng lo việc trái đàn cho phải đạo đi con. Con xin dâng lời cha dạy. Cha, trái đàn gì mà tới 7 ngày 7 đêm vũ vậy cha? Cha kêu nào bớt chút đỉnh coi được không cha? Mày làm gì mà nôn nóng dữ vậy mày? Trước sau gì cũng là của mày. Giờ phải thôi, làm quá coi không được. Gì đó mày? Dạ. Thôi, mày vào trong tiếp với A Hoàng lo nhang đèn cho tiểu thơ mày cung tế. Đẻ lên. Còn mày, bây giờ mày biết mày phải làm gì không? Làm gì bây giờ? Mày về, mày lo trang hoàng cái phòng của mày cho thật đẹp. Như vậy cha? Để động phòng qua chút cho anh chi. Ngu hay tụi con cưng chưa quá, cha già mà cha dễ tôi quá cha ơi. Sẽ thoát khỏi cánh trầm luống khung lan, con ngờ nấu xa vào tay của món sàm sỡ điêu nhân. Lục quân ơi, thôi hết rồi cõi cô thấy riêng thang người khóc tường, nhắm mắt rồi mãi rồi một trường. Tôi đã đành bóng tà những gợi lắm môi hận lòng. Chẳng ở đâu nơi cõi trời mấy diệu giới có thâu cho cánh tình này của thiết. Hãy chứng minh ba lại cho người tình xưa đưa tiếng nhau. Nhau một lần vĩnh viễn được gần, trần gian xa cách bấy lâu sẽ vui tao ngộ. Giá đài là nơi ta thấy nhau, ân tình chưa tan. Tôi nhịp cho nà biết bao khổ hận cho người tình chung giá sắc son. Tiểu thơi thương cho tiểu thơi từ gây lông đông tây chân mềm má hồng phân mông. Tạo quá lá lai nghiệt cay sắp bài bao giai trương lẫn đẫn vì động lòng trắc ẩn tôi sẽ giúp tiểu thơ thoát thân lánh xa dòng khổ hận hãy mạnh dạn ra đi lìa bỏ nơi miền soi hang hùm. Phút đầu ở tiểu thơ là hàng gây phản trắc dòng tình giờ hiểu ra mới tường đen trắng mới rõ mình lầm kẻ tiếc liệt thanh cao. Tiểu thơ định quỷ mình ở dình lòng tiết tháo thật đáng khen nhưng kế đó chưa phải vẹn toàn cho mai hậu. Tiểu thơ đừng sợ ai tiếc lầu hãy mạnh dạn ra đi cho vẹn tình trọn nghĩa. Tôi muốn chết đi cho sạch lờ mai mà gặp được ân nhân. Ân nhân hỡi trăng dẫu sáng nhưng khó đua ràng về lòng giá của ân nhân còn nghĩa tình cao cả đó. Xin tiểu thơ chứ bận tâm đến những điều ân nghĩa đó. Tôi giúp tiểu thơ đó là sự lượng. Anh chuyện anh nói và anh làm thật là đúng. Những hạng người cùng khó như chúng ta mà có được tâm hồn như anh thì thật là cao cả. Giờ đây em mới thật sự hiểu được anh. Nhưng cô em gái nó có nghe rõ câu chuyện chúng tôi vừa nói. Sửa soạn đi đâu mà tai nại nách mang. Mau nói ra cho ta biết rõ ràng kẻo thâm tình cũ sức mẻ dở tay. Em đã quyết tâm lên đường tiền thân màu cũng tiện hồi tiện lúc giúp đỡ tiểu thơ đây. Chim non đang khát khao trời rồng đêm nay mong anh tiếp tay máu y củi tung lòng. Ta đi thôi nắng lá vườn già e lộ sự. Xin tiểu thơ mau cất bước trong điện bàn canh gà ốc cây ở đầu thôn. Bóng trăng vừa lậu ở nhành dâu nương theo sương lạnh giờ ra đi cho kịp sao mai sẽ dẫn đường tái ngộ sinh hẹn ngày. Xin ghi nhớ nghĩa rộng ân sâu nguyện khắc cốt thi thương dù cho ngày mai nơi xứ lạ quê người cách mặt dấu nát thân này xin nguyện với cao dày. Con à, khuya lắm rồi, sao con chưa chịu ngừng tay đi nghỉ? Mẹ, khuya rồi mà mẹ vẫn chưa đi ngủ sao mẹ? Làm sao mà mẹ ngủ được con? Nằm nghe tiếng quy tô khuya lô khuya lắc, mẹ xót xa cho cảnh cô đơn của con. Hơn nữa lúc chạng vạng, mẹ nghe thoang thoáng tiếng ngựa hí người reo sau núi. Lòng thấp thỏm lo âu, nằm không yên con. Nhìn gương mặt hiền lành phúc hậu của mẹ, con thấy ấm cả cõi lòng. Tình mẹ chở che giúp con vui sống. Mẹ ơi, mẹ phải ăn ngon, mẹ phải ngủ ngon, con mới yên lòng. Hơi sức đâu mà mẹ nghĩ tới chuyện ở bên ngoài. Để mặc cho thiên hạ, hai mẹ con mình sớm hôm hẩm hút có nhau. Như vậy có phải hơn không mẹ? Cũng vì vậy mà mẹ mới lo mới sợ đó con. Vì giữa núi vắng rừng quang thì làm gì có người reo ngựa hí. Nếu không phải là quân sĩ của triều đình lùng giặc bắt cướp, thì cũng là phường săn nó đuổi hố rượt treo. Không khéo việc Kim Liên trá ông đổ bệ, khiến chúa phiên khôi dễ vua ta, mới sanh chuyện căng qua ngoài biển bia. Hay họ Bùi bất nghĩa điềm chỉ tận đây cho quan quân triều đình đến đây. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đã thương đùm bọc chở che, con muốn đổi lòng nhưng không biết phương trời xa nghiêm thân còn mất lẽ nào. Nhớ lại ơn cha nguồn nước khôi cây tung cao ngàn trường, ai ấp nằm quạt nồng khi tháng hạ ngày đông. Chăm nghĩ đến lúc cha một thân già hiu quạnh, ngày nắng đêm sương nóng lạnh ai tường. Một nghĩ mười thương con ơi, biết đời là mưa nắng bất ngờ. Chà mẹo, đêm khuya như vậy mà người ngựa nào đây? Có tiếng chân của một con ngựa đi vào nhà mẹ ơi. Con ơi, hình như nó tới rồi con ơi. Con hãy liệu mà trốn, khi mẹ ăn thua với chúng, nhắm hướng núi sâu mà chạy nha con. Mẹ ơi, con đâu có thể để cho mẹ ở đây một mình. Mẹ già rồi, hơn nữa nhà mình cũng chẳng có gì đáng giá, chắc chúng chẳng có lưu tâm. Con trẻ lại có sắc, nghe lời mẹ đi con. Ý con ơi, con hãy vào con thay cái bộ đồ tan, rủi chúng có vào đây chúng thấy đàn bà mà tan khó, chúng không có dòm ngó. Đi đi con, mau mau đi mẹ con. Mẹ ơi, mẹ có chừng ha. Có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không? Ai? Ai mà gọi cửa nửa đêm nửa hôm vậy? Tôi là kẻ lạc bước lỡ đường, xin gia chủ thương tình cho nhờ chén nước. Xin lỗi, trong nhà có nữ giới chẳng tiện mở cửa cho nam nhân. Hoàng khách cản thuyền vào trong núi sâu trong kia mà tìm nơi trọ đỡ. Nhắm ngọn đèn, khi tỏ khi mờ, khi còn khi mất. Tìm đến đây đã quá nửa đêm, gia chủ chớ tị hiềm, ta được giặc lạc đường xin chỉ dùm, nẻo ra quan hại. Nói vậy người là tướng triều dẹp giặc ô qua. Thưa dân. Vậy thì mời vào. Kính chào lão mẫu. Dạ bấm ngài, đây là... Dạ thưa lão mẫu, như tôi đây là quốc trà Nguyên Nhung bình biên đại soi trà biên quan cuộc định triều đình, xuất quân dốc lòng trừ giặc ô qua, đem lại cứ dân một cuộc sống an hòa. Vừa ra đến biên thùy gặp ngài đại quân của giặc, trong đánh chiến của kịch chiến lỡ đất lòng trời. Thượng minh quý vũ ngáo dọc tung hoành, địch quân hốt hoảng đốt quả hù để giải trì. Đại chúa tàn quân cùng tướng hùng tốt độc, càng lên đè bẹp đánh một trận kinh hồn. Bốn chức đây chủ lỏng thần phải ngắn chẩn thận thế chịu, hay vơi đầy đồng mau chạy thành sông. Trong dục tiên công giặc lùi ta đuổi, hoàng hôn chập giật cốt đột chạy dài. Quốc trạng quá tài đánh một trận sông ngay, cầm mây cá nước dây dùng tội chiến nam đi. Lẽ nào một quốc trạng lại buông tha chúng quăng lấy đầu, quánh lên những trời mịt mùng chẳng thấy lối ra. Hoài quá buồn ba người quái ngựa mệt, giữa rừng lá bước trăng sao không mộng. Trước mặt sau lưng toàn một màu đen tối, đành phải đợi chờ rạng sáng hôm sau. Bóng ta xa ẩn hiện một ánh đèn, chỉ tỏ khi mờ thấp thoáng giữa rừng đêm. Về đâu giữa chốn sơn cùng, có một mái nhà già có cả từng dân. Thì ra nhờ ánh đèn của kẻ thức làm khuya. Vâng, nhờ ánh đèn đêm khuya le lói mà. Ý chết, nãy giờ mãi mê nói chuyện mà quên mời Quách Trạng ngồi. Dạ, dạ mời Quách Trạng ngồi đây. Cảm ơn lão mẫu. Thưa lão mẫu, chẳng hay người bức quả này là chi của lão mẫu? Dạ đó là thằng rể của già này đó. Nó chết cũng đã 3-4 năm nay rồi. Thôi để già đi đun nước mời quan. Thưa lão mẫu, nếu bổn chức không lầm thì người là ai mà xiêm quan là giống ta như ta? Ta với người có quen biết nhau không? Người làm chung cây còn cá sế lẫn cành, đánh ai đó mà thần quý lắm lắm. Sáng chiều này khiến ta nhớ lại chuyện đánh bọn Lục Lâm. Thôi phải rồi, đúng rồi, trận chiến Hạ Phong Lai, dẹp tăng lũ cướp tại sơn đài. Quả cảm hào hùng, quả truyền thần sống động của ái ký. Dân là không, thấy đây là bút tích của người mà bấy lâu ta hằng nhớ mong tha thiết. Một buổi chiều hạnh ngộ giữa điêu linh. Nguyệt Nga chăng? Không, Nguyệt Nga đã cống viên theo lệnh của triều đình. Nguyệt ơi, để cho cành hoa gió cuốn, thật là hô phấn bách tùng. Nguyệt Nga, dẫu phiên quốc có muôn trùng xa thẳm, ta cũng quyết đáp bằng sóng núi. Gặp lại nàng cho bỏ những ngày xa cách nhớ mong. Nhưng ai, ai là người chứng kiến việc riêng của ta giữa rừng quán núi vắng mà ghi lại đây một chiến tích đủ cớ bằng? Ai? 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 Dạ già đây mà, gia chủ đây mà. Phiền lão mẫu nhiều quá. Ơn hậu này chẳng những bổn chức riêng mang, mà cả đến triều đình phải có phận sự đáp đền ơn nghĩa đó. Dạ, bổn phận con dân thờ loạn, đâu dám mang ân nghĩa của vua ban. Để già dọn giường cho Quách Trạng nghỉ ngơi chờ sáng. Cảm ơn lão mẫu. Bổn chức xin phép được ngồi đây, ngồi cạnh bàn thờ của ông anh đây để dưỡng thần dài khắc. Dạ, dạ mời Quách Trạng. Thưa lão mẫu, chẳng hay người bước qua này được bao nhiêu niên kỷ, vì sao mà lìa trần, và vợ con còn mất ra sao vậy thưa lão mẫu? Dạ Quách Trạng hỏi con rể của già này đó hả? Thưa dân. Ôi câu chuyện nó rất đôi thương tâm, chưa kịp phiên vàng nước trôi sự nghiệp công danh qua tàn. Thương cho nó chưa tròn đôi lứa, thương cho đèn sách lòng đi, thương tâm khổ cực đi thi, thương lòng ngái và thắng chẳng biết chi, nên bạn bè ám hại nó chẳng có hề. Phải chăng anh ấy có một dạo đuôi buồn? Dạ chuyện này hỏi lại vợ nó chắc là Tường Ti. Vợ à? Anh ấy đã có vợ rồi. Y thôi chết rồi, thật là già có lỗi với quan, dạ bẩm quan, chẳng qua là ban đêm tăm tối, sợ rủi ro nên già mới dâu con, chứ không phải cố tình bất kính như quan trên. Dạ xin quốc trạng khoan hồng không bắt tội. Không, lão mẫu không có tội gì cả, sợ là phải thôi. Đêm hôm tăm tối chưa rõ ràng ai mà không sợ. Lão mẫu đừng áy náy, cho phép bổn chức được chào để ra mắt người chị trong nhà. Dạ, con à con, ra đây chào mừng quốc trạng đi con. Đi con, ra đây chào mừng quốc trạng. Dạ, con dân nhà mừng, xin được lãi mừng quốc trạng. Xin chị hãy đứng lên. Bổn chức tuy mang tước trọng của triều đình, chứ cũng xuất thân từ chỗ thôn ổ bằng hàng dân dã như... Con sao thế vậy con? Đó, mẹ nói có sai ở đâu. Con dệt khuya quá, sức nào mà chịu nổi. Dạ bẩm quan, con của tôi phần nhớ thương thằng chồng quá cố, lại cắm đầu cắm cổ vào việc sanh nhai, cho nên... Trời ơi, ta nói khổ quá mà. Con có đỡ chút nào không con? Dạ con đỡ rồi mẹ. Xin thưa cùng lão mẫu, bổn chức xin phép được hỏi chị đây vài lời về người anh xấu số trong nhà, có được không? Dạ quốc trạng đã truyền, thì con của già xin dân theo lời vàng ngọc. Nè con, lễ phép thưa qua khi người hỏi, để mẹ đem cho ngựa của ngài đây vài bụng thóc nghe con. Thưa chị, người viết hạnh thật là cao quý, mong những lời hô thiện này không làm dẫn đục tâm lòng trinh. Xin người quá bủa thương tình bỏ lỗi. Nghe lão mẫu nói anh ở nhà họ nạn vong thân, bậm đột tai tinh lại đã 3-4 năm dư thì phải. Dạ, điều đó mẹ tôi nói lại chẳng sai. Chồng tôi đi thi giữa đường họ nạn thảm thương, thế đành chung vùi nơi đất là quê xa, nay đã rẽ bầy phượng hoa. Ôi những lời đoán thề, chỉ non xanh được biết mình thề quạt lụa thơ ở đây. Nhưng tôi thề giữ tất lòng thủy chung, dẫu người dương khí kẻ âm cung. Anh nhà trong quả cảm hào hùng, chắc đang mơ phúc tương cùng. Trớ chịu thay chồng đang nóng lòng gặp vợ, vợ muốn nhìn chồng mà chẳng dám hở môi. Dám hỏi gì? Người có bất quả gọi là tên chi? Dạ, chồng tôi họ Lục, tên là Dân Tiên. Lục Dân Tiên? Đúng rồi, phải rồi, Lục Dân Tiên. Trên đường thiên lý gặp nạn tai, chàng đã ra tài giết phong lai, dần thơ ân nghĩa xây duyên nợ, quạt lụa làm tinh chẳng môi mai. Dân Tiên, Nguyệt Nga, Nguyệt Nga, ta muốn hỏi vì sao trời già cai nghiệt, làm tình làm tôi đôi ta mỗi người một ngả. Ta muốn biết bởi đâu đất sâu muôn trường, không tưởng không thương ghét ghen, vùi dập mỗi đứa một phương. Cao xanh ơi, tại vì đâu phần số không ai đắm chìm ngoài thiên nhai hải giác, đời Nguyệt Ca trầm luân cổ ải sơ xác hình mai dầu giải phong trần. Mây tan dần như lố vàng tàn, mặt nhau lệ ẩm tuôn tràn. Lẽ mong gian truân trên đường dài đau khổ, một thân tư cô dài dàng do sương. Thảm thương thay thân gái dâm trường, người khuê các tập tành cầu sương đêm cỏ. Tình đời sâu càng muốn néo không dò, chung thủy tìm nhau ta tự hào như vàng cao lửa đỏ. Ôi giây phút nghẹn ngào tưởng chừng giấc chiêm bao, mắt lệ trào bỡ ngỡ, tương hội khó nổi ngờ. Không phải là chim bao, nàng đừng sợ. Không phải là chim bao, chân tiếng hồi hạnh phúc đã có lần ập đến và lẻ nhanh như anh chưa. Và sau đó bất chợt biến tan đi như gió thoáng qua mình. Ngọc vui trong lửa đỏ mới rõ ngọc trong lành. Lần tương ngộ này là vĩnh viễn, không có trợ lực nào chia cách nỗi đôi ta. Dân tiên hỡi dù sống hay chết chàng vẫn là chồng của Nguyệt Nga. 3 năm sắp tính một nhà, 3 năm gái hoa cầu trời. Kinh thơ bức họa một đời mà thôi. Thương nàng lận đận thời xuân sắc long đông, 3 phần má hồng con tàu ghét ghen. Phải cánh bạc đen khổ ai một đời, nói chẳng thành lời. Ôi đau đớn lòng ta, áo sóng xô gai tan chế mấy năm dài. Tô điểm nét trang đài thêm đẹp dáng hình ai đang yêu thai. Cô gái để tang chồng Nguyệt Nga ơi, ta cứ mang ơn nghĩa đền bù công lao của nàng bao đời bao kiếp nữa, cho xứng cho vừa với những thiệt thòi to lớn của một kiếp long đông. Lục Lan hỡi ơn cứu mạng trước kia sao chàng không nhắc nhở, khen ngợi làm gì hai tiếng thủy chung. Trong khi ai ai cũng rõ gái thời tiết hành làm tấu trao mình. Hai con, mẹ đã nghe rõ cả rồi. Mẹ mừng cho hai con đó. Cảm ơn lão mẫu. Ăn giáp, bao xếp giáo quý hàng, 4 bề vị kính không thể nào trốn thoát. Có con đây, lão mẫu cứ an lòng, đừng sợ hãi. Hiền đế, đại ca. Dạ, thân binh này vô cùng đắc tội, để Nguyên Nhung lìa trung dinh không hộ tống. Hiền đế hãy đứng lên, không ai có tội cả, lỗi là do ta. Sai trận mạc, một mình một ngựa, bất ngờ tách đại quân đuổi theo cốt đột. Đến đội tùng vệ không kịp trở cương, quân tướng không một ai có tội. Bẩm Nguyên Nhung, Mạc tướng đã chém đầu hỏa hổ, đập chết thần long, khiến cho quân phiên lớp mạng dông lớp đầu hàng vô số kể. Lúc thu quân thấy văn bóng Nguyên Nhung, Mạc tướng tức tốc tung quân tìm kiếm. Cũng may là quả cũng may nhà này còn ánh đèn bia leo lét, nên ta mới tìm thấy ngõ ra giữa rừng đêm. Lão bà để tốt bụng cho ta tá túc chờ sáng đó. Dạ, Mạc tướng Hân Minh xin thăm tạ lão bà. Bẩm Nguyên Nhung, ta nên thừa thắng tiến qua phiên địa, trước là trừng trị đích đáng một lần cho chúng bỏ thói tâm lăng, sau đó buộc phiên chúa trả lại chị Nguyệt Nga, bằng không ta giết sạch không tha, và sang bằng thành quách ô qua ra bình địa. Nguyệt Nga đâu còn ô qua nữa mà để định tìm định kiếm. Sao? Chúng đã giết chết chị của mình rồi à? Quân Hiền đệ, em định làm gì? Đánh rốc qua phiên để cứu chị của đệ. Dạ khoan, xin người hãy dừng chân cho Nguyệt Nga này được ra mắt tướng quân. Hả? Chuyện này là thế nào? Ai bị cống sang phiên? Còn ai đang... Chính nàng là Kiều Nguyệt Nga của ta đó. Dạ dạ Mạc Tương xin chào. Chị của mình đã chung tình với người anh cất. Tên mình là em trong nhà, xin được lại mừng tẩu tàu. Là em trong nhà, chú hãy đứng lên, đừng làm giảm quy danh dũng cương. Công việc nước đến việc nhà, ở đời thân đến quán trà. Thái vàng ăn của thái sự, thất đức của họ. Kiếp máu tiền ban sư hồi tàu dân biểu tấu, xin tội Nguyệt Nga giặt mặt kẻ làm quyền giữa triều ca. Từ nay thiên hạ cứ muốn thái bình, che nghĩa che tình.